Đây bên đây thể qua mấy cái dòng GT nè. Đây GT này là GT 90 nè. Đây GT 90. GT mới có hai mẫu mà bà con. Một mẫu là Kubota, mẫu là Kubota nha, hai mẫu nha. GT 90. GT 90. GT 110. GT 95. Rất đẹp nha. GT 110 cũng có hai mẫu mà con. Đẹp. Đây 125 12 mã lực. 12,5 ngựa. 125 là 12 ngựa rưỡi nè. Nặng 12 ngựa rưỡi, 2400 vòng trên phút. Nặng khoảng 100 mấy ký nha bà con. 12 ngựa nặng khoảng 100 mấy ký. Rất đẹp bà con ơi, rất nhiều luôn. Ờ, con nào có nhu cầu luôn à, 0886356777. Có đề không, đề đầy đủ rồi con. Đây số dòng GT lớn hơn nè. 195 có đề nè. Là 19 ngựa rưỡi á. 19 ngựa rưỡi, dung tích xy lanh là 998 cm khối. 2004 dung tích xy lanh là 1090 cm khối. 24 ngựa rồi con. 165 là 16 ngựa rưỡi. Dung tích xy lanh là 789 cm khối. Đẹp bà con. Có số dòng GT. Mới bên em có hai chương trình bảo hành nha, một chương trình bảo hành 1 năm, một chương trình bảo hành 2 năm nha bà con, tùy theo dòng. Ít nhất là 1 năm, cao nhất là 2 năm. Hư 20 giặt dòng tháng đổi mới, qua tháng sau thì hư 20 giặt gì thì sửa miễn phí cái đó. GT 140, 14 ngựa. Cũng 2400 vòng trên phút rồi con. Dung tích xy lanh là 709 cm khối. Đẹp rồi con ơi. Quá đẹp luôn. Đây một số hàng GT của cửa hàng rồi con. Tất cả dòng GT luôn. Dòng này là tê ở cửa hàng. Hiếu à? Alo. Đúng à?
nó bán lâu rồi. Không, giờ còn thứ mắc không à? Còn ép không mình ơi. Hết rồi. Hết rồi, hết con chịu rồi. Chưa có về anh, về bữa nó mới về. Rồi. Tất cả cái dòng máy cửa hàng nè. Tay đi coi. Chút lại chút đi. Ồ, nó mai gắt. Giờ tay 110 nghe. Sáng nhanh lên đây mấy tiếng? 3 tiếng luôn hả? Chạy lộn đường hả? Trời ơi. Điềm quá. Tương má em thui tầm lầm rồi ha. Gắt ghê. Đưa ra dãnh nó cân đem về cơ. Ngon á. Máy chạy không gung luôn ha. Ghê. Đây thấy bà con con Kubota GT 140 nè. Có đề luôn nè, bấm đề là chạy nha. Đề sạc luôn nè. Sạc tự động là đầy là động ngắt bình nè. À, lúc bà con cắm đề là bà con cắm dây điện là cắm dây điện vô đây nha. Cắm điện vô đây. Đây, cắm dây điện vô đây. Thì cũng nóng á, cũng nóng vô đây nha. Cũng nóng vô đây. Nó mắc cuộc vô đây nha bà con. Đây, GT 140 14 ngựa, 2500 vòng trên phút, 2000 tối đa là 2500 vòng trên phút. Tốc độ trung bình là 2400 vòng trên phút. Phẩm này được bảo hành 1 năm nha bà con. Kubota GT 140 đẹp bà con này. Đề với không đề mẫu cũng thứ bà con, khác một đề thôi. Này bác kim đây, rất đẹp nha, mã rất là sắc sảo. Đèn đuốc ok luôn. Đèn này có pha cốp được luôn nha bà con. Đây, tắt đèn đây. Pha gần, pha xa đó. Đây con dành bà con nào làm dàn sới ban đêm hay chạy game ban đêm là có điện xài luôn á. Còn sạc điện thoại là câu ở đây sạc nè. Đó. Rất đẹp nha, nước sơn rất là trắng trẻ. Rất là sắc sảo, sơn rất bóng bà con ơi. Mẫu này. Sản phẩm này bảo hành bà con 1 năm nha. Đẹp. Đề hay không đề mẫu cũng thứ rồi, khác đề luôn bà con. Bà con nhớ 100 giờ làm vệ sinh này bà con. Đây mẫu không đề nè. 140 không đề nè. Rất đẹp. Nó khác giống nhau hết. Khác có đề không đề thôi. Nó không lấy đâu. Về.
Sạc và điện thoại luôn rồi con, đầy đủ luôn, đèn pha gần pha xa luôn, dành chỉ dành sới bằng đêm luôn, cả sản phẩm được bảo hành mà con 1 năm.